quá. Hôm nay tôi sẽ cú ba nhưng mà cú bằng giò nha các bạn ơi, giò hấp. Cái lá của nó vẫn còn xanh mà bên trong nó chín. Cảm nhận ăn như thế nào hả bác An ơi? Giò lợn nha, con bóc cho em đây. Lá nung. Cho con Nhung hả? Cho Nhung cái đấy hả? Thế mẹ đâu? Của mẹ đâu nhỉ? Sao à? Của mẹ vừa mẹ ăn rồi. Mẹ tưởng mẹ được 2 cái. Mẹ được 10 cái, mỗi ngày 2 cái mà. Các bạn ơi, nhà mình là cứ người lớn trẻ em là cứ chia đều hết, không có nhường nhức gì hết. Trẻ em 2 cái, người lớn 2 cái nha. Đưa cho em đàng hoàng con. Cho em một cái bát em ăn, nóng thì để cho em một cái bát. Nóng không? Cho lên cái đĩa nè. Ngon nhỉ, bóc cho mẹ một cái nè. Công nhận giò ăn ở nhà ngon hẳn hơn là đi ra ngoài quán luôn các bạn. Cái này mình mua là 50.000 10 cái, tính ra là 5.000 một cái. Ăn nó bổ hơn là bổ hơn là gói bim bim đấy các bạn. Con 9 cái. 9 cái đâu? 9 cái luôn, đúng thế. Ôi giời, đếm xem mấy, đến là mấy mà 9. 9 cái luôn. Đếm xem số mấy đấy. 9 cái. Đây là 1 này. Với đây là 1 nữa là 2 cái, ở đâu ra 9? Ôi thế này toang rồi. Lớp 4 tuổi mà. Lớp 4 tuổi rồi mà bây giờ không biết mấy cái thế này. Toang. Nhanh lên ra ăn Nhung ơi. Nhung ơi không đi hết đi. Không đi hết thì thôi. Bây giờ là 3 rưỡi chiều. Tầm này mọi người có thấy là ngủ dậy mà rất thèm cái gì đấy ăn rồi mọi người. Nhờ. Ngủ dậy mà có cái gì đấy ăn thì đúng là. Hôm nay Nhung tắm sớm thế Nhung. Nhung tắm 1 giờ, Nhung tắm rồi tắm đến 3. Tắm kỹ lưỡng thế. Tôi phải tắm kỹ lưỡng đâu. Tắm được thế mà tắm 30 phút là cũng nhiều rồi. Rồi. Nhưng mà em tứa nó đi. Nhung 2 cái, mỗi người 2 cái, Nhung không được ăn hơn đâu. Ngồi xuống chỗ kia. Ngồi xuống chỗ ăn sâu beo hả? Ủa. Nhung thử bóc nhá. Sâu bóc 2 cái luôn à? Ngon quá. Để lên cái đĩa con ạ. Bỏ cái đĩa sạch. Cái này đúng beo. Meo beo. 2 cái đúng beo. Nhung 9 cái. Em 2 cái. 9 cái em nhiều. 1 cái không ăn không cầm à? Có 2 cái mà có bảo 9 cái. Em 6 cái. Lại 6 cái. Nhưng 2 cái rồi. Mày đủ rồi. Hết rồi. 5 người 10 cái mà. Ngon quá như cái nách luôn. Chiều ngủ dậy là sâu với beo là mỗi thằng ăn một quả trứng luôn ạ. Rồi ăn thêm 2 cái giò nữa. Ăn 10 cái. Mẹ cái này cái thứ hai mẹ hết này. Mẹ ăn vừa mẹ ăn của mẹ. Mẹ lấy cái gì ở mũi con đây? Ừ, rồi. Thôi rồi. Rồi rồi. Lông. Ai cũng thích. Ngon nhỉ? Sáng mai. Sáng mai là nấu một nồi cháo trắng xong cho ruốc vào là ăn sáng nha. Mỗi cho một. Sáng mai ăn cái này ăn cháo tiện hơn. Anh Nhung ơi, cháu nó thích nha. Đưa một bát cháo nhỏ nhỏ đây nha. Mẹ cho giúp lên trên nha. Xịt tí nước tương một nữa. Ngon. À cháo đâu. Đâu là nhiều dầu. Con thích ăn cái này hơn. Ngon nha. Con ăn cái này thì mai sáng mai phải ngon. Con 9 cái này được. 9 cái. Con mới cái nhiều 3 cái hơn ấy. Ngon không? Ngon không Nhung? Con rất là thích ăn thịt này. Bây giờ mình làm thịt lợn. Một cái, ba cái ơi. Ngon hơn ăn thịt lợn. Cái này cũng là thịt lợn mà người ta xay. Cái này có màu. Ngon không Beo? Ngon. Beo là hai tay hai cái các bạn ạ. Beo là ngủ dậy là ăn một quả trứng kho tàu rồi. Với lại một ít ruốc bông. Hôm nay là mẹ mua ruốc bông với lại giò để chuẩn bị mai, sáng mai là đi học ăn sáng. Béo nhờ. Cảm thấy ngán thì đưa lên mình ăn hộ. Ngon không con? Tuyệt vời không các bạn? Tuyệt vời. Mẹ cho xem lớp con chơi đây. Không, mai em đi học lớp của em. Con đi học lớp của con.
Nhung học lớp Nhung, An học lớp An, mẹ đi học lớp của mẹ, mỗi người một lớp, không ai chung với nhau cả. Buổi trưa thì sẽ ăn cơm ở lớp. Đấy. Mẹ học bài xe. Chúng ta sẽ phải tập trung tư tưởng cho bạn Sâu và bạn Subel. Ngày mai là buổi đầu tiên quay lại trường mà lại ăn trưa ở lớp. Ngồi đây mẹ, mẹ dạy con là mẹ nói này. Lại trường. Là sao? Lại trường ấy. Con ngồi chỗ anh An để mẹ nói chuyện với con này. Sáng mai á. Mẹ bảo Sâu nhá, sáng mai ngủ dậy này, ăn giò này, mỗi đứa hai cái nhá. Sau đó là uống một lọ sữa nhá. Rồi là bố chở đi học. Lọ sữa gì? Sữa TH. Sữa TH. Xong rồi bố chở ra lớp, xong cô Hiền sẽ đón Sâu, đúng không? Cô Hiền đón Sâu vào lớp, Sâu vào lớp thì Sâu sẽ ngồi vào cái ghế. Tất cả các bạn ngồi vào cái ghế thì Sâu cũng ngồi vào ghế nhá. Hôm nay nghỉ à? Không, mai đi học mà. Sâu ngồi vào ghế xong xem tivi, đúng chưa? Không, mẹ đang mẹ nói từ từ đã, là chương trình của con là xem tivi xong. Bắt đầu là hình như là đến tầm 10 giờ 10 giờ 15 gì đấy là ăn trưa. Đúng chưa? Không, 10 giờ ăn trưa thì là cô sẽ múc cho mỗi bạn một tô cơm này đấy đó. Xong con sẽ ngồi con xúc con ăn nhá. Con ăn xong bắt đầu là cô sẽ cho các con rửa tay, lau mồm. Xong uống nước, con tự biết lấy nước chưa? Nước ở lớp có nước. Có bình nước con ra con đặt vô. Năm ngoái con lớp nào có nước rồi? Có, nước của em có nước. Con tự đi lấy nước uống nhá, phải uống nhiều nước tốt sức khỏe nhá. Thế thì lớp em có nhiều nước á. Có đầy nước. Mang nước của chị đi. Nhung người phải mang nước đi. Dù sao thì nước của mình uống vẫn ngon hơn. Quen rồi đó. Sạch hơn. Uống nước đó con cảm thấy kỳ kỳ. Nước đóng thùng cũng ngon. Nhiều nước con uống nước. Thế xong bắt đầu là ra chơi một tí rồi là bắt đầu là cô bảo là các bạn đi vào trong giường ấy. Mỗi bạn một giường, con vào giường của con ngủ hết chưa? Con nhớ cái giường của con không? Mai văng gối đi này nhá. Sao thấy gối in à chưa thấy ấy nhỉ? Chưa thấy cô nhắn tin là mai có ngủ lớp không để mang giường đi nhỉ? Mang gối đi, tí mẹ đi mua cho cái gối này. Gối in cái mặt sau đây chứ sao mình nhớ được. Không? Không cần. Của em đâu Nhung kìa. Nó vừa để nó đi ấy nè. Cứ tưởng vứt đi mẹ mày Nhung ăn hết. Cái mà quán là ba cái vừa bóc ra mà. Chứ toàn Nhung sâu bé sâu có để đâu? Con để đây à? Con để đây con đi uống nước, mẹ tưởng con không ăn nên là mẹ với Nhung ăn hết trơn. Mặt xịu. Thôi con cho em một tí đi. Ôi anh giỏi quá, anh nhường cho đấy. Con ra con lấy con dao, mẹ gọt quả hồng cho mà ăn đây. Thế gọt cho bố ăn. Lấy con dao màu đen đấy. Xong nhá, mẹ bảo với con nhá. Xong là con ngủ, đi ngủ bao giờ cô giáo bảo dậy là con dậy không khóc nhè này. Trước khi đi ngủ con phải đi đái đi, con không còn đái ra quần nhá. Sao mà không phải đánh răng luôn? Không phải đánh răng, ở lớp không đánh răng đâu. Không có chương trình đánh răng đâu. Chỉ có đi đái thôi, chứ đái ra giường là mẹ thì xấu hổ lắm. Trường năm ngoái của con á, khi nào ăn trưa xong bắt buộc phải đánh răng xong rồi là Sâu nhá. Xong rồi là Sâu ngủ dậy rồi, bắt đầu Sâu lại ra ngồi xem tivi rồi đợi mẹ ra đón nghe chưa? Mai mẹ sẽ đón con, nhớ chưa? Trường mầm non. Con phải nhớ nhá. Ok. Giỏi ngoan. Con chào con này nữa. Mai mà dậy sớm mà khóc nhà một đứa nào mà dậy mà không ngoan á là mẹ trừ một điểm. Mẹ sẽ trừ điểm. Nếu đứa nào mà một tuần 6 buổi mà đều được 6 điểm không trừ điểm nào là cuối tuần là mẹ sẽ thưởng cho một cái gì đấy. Mà nếu mà cả Nhung với An cũng thế, sáng ra dậy mà lèo nhèo nhõng nhẽo hay khóc mếu hay quần áo này nọ là mẹ sẽ trừ điểm. Beo nhớ chưa? Beo ra xin ông thần tài mấy quả hồng mẹ có cho ăn nhá. Không. Beo quả hồng ở ông thần tài con ra con xin cụ ấy. Rồi tạm biệt các bạn nha, mình đi gọt hồng cho con ăn đây. Con bye bye mọi người đi. Bye bye.